Là một địa phương có lĩnh vực du lịch phát triển, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả du khách nước ngoài. Dù phải mất một thời gian dài, ngành du lịch địa phương phải chịu tác động xấu từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 cho đến nay, do tình hình kiểm soát dịch bệnh trong nước có nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng cao trở lại. Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, từ đầu tháng 4 đến nay, biển Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp du khách với khoảng 1.500 lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, lượng khách tại đây tăng cao với khoảng 3.000 lượt. Theo các du khách, môi trường du lịch an toàn, điểm đến hấp dẫn cùng các chương trình kích cầu đặc sắc là những điểm nhấn thu hút du khách trong bối cảnh hiện nay. Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng cho biết các tour du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rất sôi động và gần phục hồi so với năm 2019. Trong khi đó, tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, một số nơi công suất phòng vào thời điểm này đạt khoảng 80%, đặc biệt có nơi đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.